Anh em đã bao giờ mà mua cái sản phẩm nào bán xong rồi nhưng nhà sản xuất lại khuyến mại thêm chưa? VinFast đang làm điều đó. Đây là cái thông báo dành cho những người đã mua và nhận xe trước ngày 23 tháng 12 năm 2022. Những người này là đã mua rồi, nhận rồi, chạy trên đường rồi nhưng vẫn được áp voucher khi mua xe. Đây là chuyện xưa nay hiếm. Thực chất đây là một hình thức giảm giá, nhưng lại là giảm giá mà sau khi đã bán hàng xong rồi. Một người thông thường nhìn vào cái này hoặc là những người tiên phong đã mua xe thì đây là một điểm rất tích cực Kể cả nhìn ở rất nhiều góc độ thì đều thấy được sự cố gắng của VinFast. Tôi thì tôi ở đây để phân tích, giúp cho khán giả có thể nhìn nhận rõ hơn mọi thứ liên quan đến cái chính sách này và cái mẫu xe VinFast VF8, chứ không phải là ngồi khen xuồng. Tôi thì tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng giá cả và giá trị. Anh em nhận định sao về cái giá xe VinFast VF8 là cao hay thấp? Nếu đứng ở góc độ nhà sản xuất ấy, thì tôi đánh giá cái mẫu xe này có giá bán quá thấp, chứ không phải thấp bình thường. Người nào mà thực sự phù hợp sử dụng xe điện mà mua VF8 ấy, Mua xong rồi sẽ có cái cảm giác hời, nhưng nó có phải ảo giác hay không thì mời xem tiếp video. Xe điện sản xuất thì không thể rẻ được. Cái viên pin của nó đã rất đắt rồi. Và cái quan trọng hơn lại chính cái viên pin này nó làm ảnh hưởng đến nhiều các linh kiện khác, đó chính là trọng lượng của nó. Cái cục pin này nó rất nặng, cộng thêm một cái xác xe hạng D nữa. Anh em nghĩ xem để mà sản xuất một con xe nặng nó rất tốn kém. Xe nặng thì anh em làm cái gì nó cũng phải to hơn, cứng chắc hơn, hệ thống treo, lò xo so, càng a, khung gầm sắt thép cũng phải tương đương. Chắc chắn là nó sẽ to và cứng chắc hơn những cái mẫu xe hạng D thông thường, phải đảm bảo nó có thể chịu được cái trọng lượng xe cộng với hành khách bên trong để di chuyển những cái địa hình khác nhau. Và điều tất yếu là chi phí sản xuất của nó sẽ tăng lên. Sản xuất tốn kém nhưng đó là chuyện của người sản xuất. Nó không phải là giá trị của con xe. Cái giá trị của một con xe nó không định hình bởi những cái thứ mà VinFast đắp vào con xe VF8 này. Thực chất nó chỉ là một cái giá trị kỳ vọng của người bán. Anh em có hình dung được không? Vậy thì giá trị của sản phẩm là gì? Giá trị của sản phẩm là những cái lợi ích mà khách hàng có được trong cái quá trình sử dụng Trừ đi những cái vấn đề liên quan Hiểu đơn giản và định nghĩa lại theo cách nông dân của tôi như này Giá trị sản phẩm bằng mặt cười trừ đi mặt mếu Anh em thì hay bảo là VinFast V8 này là một mẫu xe quá tốt trong tầm giá Lái sướng, sức mạnh 400 mã lực Nhìn khung gầm thì cái gì cũng to cũng cứng chắc Quá hơi với mức giá đó Nhưng thực chất cái đó không phải là cái giá trị cuối cùng mà anh em nhận được khi mà mua mẫu xe đó anh em phải trừ đi cái mặt mếu là những cái vấn đề liên quan khi mà vận hành chiếc xe. Vận hành của xe điện nó sẽ mếu hơn xe xăng. Nó bất tiện hơn. Xe còn quá mới thì nó vẫn gặp một số lỗi. Chính sách giá cũng chưa ổn định. Thực chất những cái đó là những cái giảm trừ giá trị sản phẩm. Cái khoản giảm trừ đó anh em trừ xong thì mới là cái giá trị cuối cùng của sản phẩm. Thời gian càng dài thì cái giá trị của nó càng được định hình rõ hơn. Cái nhiệm vụ của người bán ấy thì sẽ là điều chỉnh cái giá bán này sao cho nó gần tương đương với cái giá trị vì nếu muốn bán được hàng ý, thì buộc phải điều chỉnh Nếu để cái giá bán cao hơn cái giá trị quá nhiều ý, Thì chỉ để trưng bày ít người mua Với VinFast V8 này Những người mua ban đầu ý, giá nó cao Và cái số tiền tranh của nó với người mua ngay sau đó cũng nhiều Và cái điểm mấu chốt là thời gian nó rất sát nhau Thì cái điều này nó làm mặt mếu của những người mua xe thời điểm ban đầu nó to thêm Nó càng to thì giá trị xe càng giảm Anh em có đồng ý không? VinFast bù đắp bằng cách cũng cho áp dụng nốt voucher với những người đã mua xe trước đó hiểu cách khác là cũng giảm giá cho những người đi trước để những người mua sau hay mua trước trong khoảng thời gian ngắn đó đều nhận được cái giá trị tương đương. Thực ra là tôi rất ủng hộ cái cách làm này, nhân văn và xây dựng thêm niềm tin. Tuy nhiên như tôi đã nói phía trên ý, sản xuất được chiếc VF8 này nó không hề rẻ. Với quá nhiều các ưu đãi cho VF8, tôi đang có cảm giác là cái giá trị sản phẩm mà thị trường định hình cho nó ý, nó đang thấp hơn tổng chi phí cấu thành lên mẫu xe VF8. Thì điều này nó sẽ gây khó khăn cho VinFast nếu mà đi dài hơi trên con đường sản xuất xe điện. Ok, một vài phân tích của tôi về mẫu xe điện VinFast VF8 và những chính sách liên quan đến mẫu xe này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.